有别。Lộc lẫy là thứ người ta vẫn hay thường thấy sau ánh đèn của sân khấu, mọi thứ không hẳn là như vậy. Và bắt đầu từ đây, vào mỗi chiều thứ bảy là showbiz, một chiếc hộp bí mật hit showbiz, ngược xuôi cùng tranh luận hit showbiz, phía sau ánh hào quang hit showbiz, nơi nghệ sĩ tỏa sáng. Tổng hợp vòng chuyển động của hàng loạt sự kiện đã xảy ra trong nước và thế giới, với khách mời đặc biệt cùng tranh luận và phản biện những khía cạnh không ngờ tới. Những sự nổi tiếng ảo, no. Những scandal gây bão, no no. Nhưng bao nhiêu điều đó đâu thể bằng giá trị nghệ thuật đích thực của người Việt không hư hao. Yeah. Muôn màu showbiz sẵn sàng để bùng cháy. Vậy còn bạn đã sẵn sàng ngay hôm nay? Cùng chúng tôi từng bước tạo nên sự đổi thay cho giải trí nước nhà phát triển qua từng ngày. Muôn màu showbiz. Màu sắc, hãy để những màu sắc thương thực sẽ còn lan tỏa. Nếu như ngày xưa anh không mộng mơ, thì giờ ta đã bên nhau rồi. Nếu như ngày xưa anh không vội vã, nụ cười kia đã trao anh rồi. Giờ thì em như sương mây trên lá rơi rơi ngoài hiên, vì rằng anh vương chút nắng nên ta cứ mãi xa nhau. Rồi mùa xuân chợt mang mưa về, em tan vào trong hư vô, rồi tình yêu chợt như phai nhòa. Làm sao để ta tìm lại bản tình ca ngày xưa của đôi mình? Anh vẫn hát khi vui, la la la, sa đi la la, sa la la, sa la la. Nếu như ngày xưa anh không mộng mơ, thì giờ ta đã bên nhau rồi. Nếu như ngày xưa anh không vội vã, nụ cười kia đã trao anh rồi. Giờ thì em như sương mây trên lá rơi rơi ngoài hiên, vì lòng anh vương chút nắng nên ta cứ mãi xa nhau. Rồi mùa xuân chợt mang mưa về, trong hư vô, rồi tình yêu chợt như phai nhòa. Làm sao để ta tìm lại bản tình ca ngày xưa của đôi mình? Anh vẫn hát khi vui, dài dài ra, dài dài ra, dài dài ra, dài. Xin chào quý vị khán giả đến với Muôn Màu Showbiz. Quý vị thân mến, vị khách mời của chương trình lần này, anh ấy đã gửi một lời chào bằng âm nhạc qua phần đầu tiên, đó là Studio Showbiz. Hãy cùng chào đón ca sĩ, nhạc sĩ
Tạ Quang Thắng. Chào Thắng. Chào chị Linh. Đầu tiên thì cho phép tôi xin gửi lời chào tới quý vị đang theo dõi chương trình, và hy vọng là trong cái buổi nói chuyện giao lưu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái điều thú vị cùng với nhau, có thể là trong âm nhạc cũng như là trong cuộc sống. Chàng trai này qua nhiều lần tiếp xúc, qua sân khấu, qua những cái chương trình về âm nhạc, talk show, thì Thùy Linh thấy là Tạ Quang Thắng dường như là tổng hợp của những cái điều đối lập. Xem nào, chàng trai này thì rất là hiền lành. Đấy là bạn bè này, fan hâm mộ này, những người chuyên môn làm việc cái Thắng đều công nhận rồi. Cái này là có nhiều người xác nhận rồi. Nhưng mà đấy là tính cách nhá. Còn trong công việc ấy thì lại không hiền tí nào. Rất là khó tính, thậm chí là khó chiều, kỹ tính ạ. Chàng trai này là bên ngoài trông có một cái gì đó rất là to lớn, thậm chí là có người còn bảo là có da dáng của những diễn viên phim hành động. Nhưng mà bên trong ấy, chính Thắng cũng công nhận đúng không? Lại là một chàng trai sở hữu một trái tim mong manh, dễ vỡ, thậm chí là giống như những chàng trai trong bộ trong những tiểu thuyết ngôn tình. Tôi nghĩ là chắc là hy vọng là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao. Ngày hôm nay thử xem là Tạ Quang Thắng xuất hiện một mình, phá vỡ cái hình ảnh quen thuộc một tí đi, thì để xem là chàng trai này sẽ thể hiện cái cá tính của mình như thế nào trong căn phòng đầu tiên mang tên là Ngược Xuôi Showbiz nhá. Thắng đã sẵn sàng chưa? Đến đây rồi thì sẵn sàng rồi. Rồi, nào high five. Yo, mạnh mẽ lên như bạn vẫn luôn thế. Xin mời Tạ Quang Thắng. Xin chào. Ôi, bắt tay à? Bắt tay cho nó trang trọng một tí. Chào mừng Tạ Quang Thắng đến với căn phòng Ngược Xuôi Showbiz. Ở đây thì anh sẽ phải trải qua 3 chủ đề được coi là rất là nóng của tuần qua, hoặc là những chủ đề mà có thể là liên quan đến bản thân ca sĩ Tạ Quang Thắng. 3 chủ đề của tuần này xin được chia sẻ với tất cả quý vị. Ca sĩ trình diễn phải có vẻ đẹp ngoại hình, hỏi chấm, chấm than. Viết đặt hàng dễ hơn sáng tác dựa theo cảm xúc, hỏi chấm. Nhạc sĩ, ca sĩ Tạ Quang Thắng có viết đặt hàng nhiều không ạ? Tôi cũng viết nhiều đấy. Và cuối cùng là biểu diễn đường phố bắt buộc phải xin phép. Và bây giờ sẽ là 3 lá thăm để Tạ Quang Thắng sẽ bốc thăm lựa chọn ra chủ đề mà chúng ta sẽ nói hôm nay. Xin mời. Vâng ạ. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là ca sĩ trình diễn thì phải có ngoại hình. Anh thích bốc phải xuôi hay là ngược? Tôi nghĩ cái đề tài này nó cũng khá hấp dẫn đấy. Tôi nếu mà đề tài khác thì không sao, nhưng đề tài này tôi có thể ba phải, như nào tôi cũng nói được. À thế ạ, vâng ạ. Thế thì xin mời anh. Tôi nghĩ cái chọn bừa bên này đi. Vâng ạ. Là ngược. Ngược. Tức là ca sĩ biểu diễn không... Không cần phải không cần có vẻ đẹp ngoại hình. Cũng được. Vâng ạ. Tôi nghĩ là tôi là người không có ngoại hình để... Tức là không có lợi thế về mặt ngoại hình để có thể bổ trợ cho công việc của mình. Có đúng không các bạn? Tức là bản thân tôi nghĩ như vậy từ khi bắt đầu tôi bước chân vào con đường nghệ thuật. Vâng. Và chính vì cái suy nghĩ như vậy nó... thôi thúc tôi là tập trung nhiều hơn vào chuyên môn. Và tôi cũng cảm thấy là mình rất là vui khi mà mỗi lần mọi người nhận xét là hát hay này, viết bài hát tốt, hoặc là trình diễn cảm xúc gì đấy. Chứ mọi người mà khi mà mình vừa hát xong một bài mà mọi người khen ôi anh Thắng đẹp trai, thế tức là nó chả liên quan gì. Thì tôi nghĩ là nếu một nghệ sĩ người ta chưa chắc người ta đã thích được khen như vậy. Vâng. Tất nhiên là bình thường thì ai cũng muốn đẹp chứ không phải chả có ai muốn xấu cả. Thế nhưng mà sau khi mình vừa trình diễn một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy, có thể là mình dành nhiều thời gian, công sức, bỏ nhiều cái nhiệt huyết của mình, tâm huyết vào đấy. Mà cuối cùng sau khi mình trình diễn xong, người ta lại khen là quần áo hôm nay mặc đẹp đấy, tóc đẹp, hoặc là dạo này đẹp trai quá. Thì tôi nghĩ là tự nhiên cái người nghệ sĩ đấy sẽ thấy hụt hẫng. Vâng, đa số là những bạn trẻ mà đi xem Tạ Quang Thắng biểu diễn ý, thì tôi có nghe trực tiếp ạ, thì các bạn ấy thường là ồ, anh ấy hay thế, và anh ấy đẹp trai, ở ngoài anh ấy thân thiện thế. Thường là ba cái từ đấy luôn luôn đi kèm với nhau. Điều đó, thông qua điều đó để chia sẻ với Tạ Quang Thắng một điều là khán giả họ cũng là những người họ rất là ưa hình thức. Họ rất là coi trọng vẻ đẹp hình thức chứ không phải là không. Bởi vì họ đi xem người nghệ sĩ trình diễn chứ không phải là họ chỉ đeo cái tai nghe audio ở nhà, cho nên là họ cũng rất là kỳ vọng. Ồ, anh này trên Facebook anh ý chụp ảnh trông đẹp trai, trông cường tráng phong độ, thế không biết là ở ngoài anh ý trông như thế nào. Tôi là một người nhìn nhận rất là thực tế những nghệ sĩ mà tôi yêu thích, ví dụ như là Keith Urban hoặc là John Mayer, là những người mà các anh ấy mặc một quần bò, mặc áo phông và một cái đàn xuất hiện trên sân khấu, chỉ cần vậy thôi
là ở dưới khoảng 20-30 nghìn người điên đảo, cảm giác là hứng khởi, rồi là buồn bã, rồi là tất cả những cái gì, những cái cảm xúc mà anh ấy truyền lại cho khán giả, nó hoàn toàn là âm nhạc. Tôi chưa bao giờ thấy John Mayer hay là Keith Urban ăn mặc theo kiểu lấp la lấp lánh trên sân khấu. Ở ngoài thì có, khi mà họ đi chơi hoặc là họ làm những công việc gì, nhưng lên sân khấu á, hoàn toàn tập trung vào âm nhạc, chỉ có họ và nhạc cụ, những cây đàn và âm nhạc thôi. Thế còn ở Việt Nam thì sao ạ? Mọi người đang thích cái cảm giác của âm nhạc Hàn Quốc, nó đang gọi là gây ảnh hưởng rất là nhiều. Và Hàn Quốc thì người ta ngoài cái việc mà người ta tập trung vào âm nhạc thì người ta còn tập trung vào ngoại hình rất là nhiều. Bởi vì là Hàn Quốc tôi nghĩ là người ta phát triển theo một cái hệ thống có chủ đích, có sự chuẩn bị rõ ràng. Thành ra là một người nghệ sĩ, người ta chia ra những cái bộ phận nghệ sĩ rất là khác nhau. Nghệ sĩ mà giải trí, vâng, tập trung ngoại hình rất nhiều và biểu diễn nhảy múa lúc hát, tạo nên một cái phong cách để thu hút khán giả. Đôi khi người ta thích cái người nghệ sĩ đấy là bởi vì người nghệ sĩ đấy xinh đẹp, đẹp trai, ăn mặc đẹp, chất thời trang, chứ chưa chắc người ta đã hâm mộ bằng âm nhạc. Tạ Quang Thắng nói như thế này thì tất nhiên là nói ở Hàn Quốc thì người ta vẫn có những cái dòng mà âm nhạc mà cái tính nghệ thuật rất là cao. Về nhạc cổ điển, bán cổ điển và nhạc jazz ở Hàn Quốc có rất là nhiều các cái bạn trẻ lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 thôi nhưng mà chơi nhạc phải nói là tuyệt vời. Tức là tôi muốn nói là người ta chia rất là rõ ràng cái nghệ sĩ nào theo một cái hình ảnh nào, một cái dòng nào thì họ sẽ tập trung vào những cái phong cách như vậy. Linh vẫn đang hỏi là ở Việt Nam mà với V-pop của chúng ta. Tôi đang nói là Việt Nam đang ảnh hưởng của Hàn Quốc. Vâng. Tức là bây giờ hiện thế chúng giờ ta có chia rõ ràng ra là người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật không thiên về yếu tố trình diễn và người nghệ sĩ trình diễn hay không? Tại sao Hàn Quốc chia? Bởi vì người ta có công ty, người vâng ta có cái sự định hướng. Nhưng ở Việt Nam thì chia, thường, đúng không thường ạ? Là ca sĩ là tự mình làm tất cả mọi vâng thứ. Có những công ty, ngày xưa có một vài công ty nhưng mà gần đây tôi thấy là không có nhiều công ty hoạt động theo cái kiểu lĩnh vực mà quản lý ca sĩ, hầu như là tất cả ca sĩ tự làm thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Người nghệ sĩ ở trong showbiz mang cái tài năng âm nhạc của mình đến với khán giả, Linh nghĩ là chưa đủ. Nó là sự hoàn thiện của rất là nhiều yếu tố, trong đó thì phải chiếm nhiều phần trăm là ngoại hình. Và chúng ta nhìn thấy là showbiz bây giờ thì cái cuộc tranh luận này của chúng ta, chuông thì đã reo lên rồi. Cuộc tranh luận này của chúng ta thì không hề gay gắt, đúng không ạ? Chia sẻ tâm tình rất thủ thỉ. Linh cũng đã cố gắng để mà giảm thiểu cái mức độ công kích nhất có thể so với những chương trình lần trước mà tôi đã từng làm, có lẽ quý vị khán giả cũng đã xem. Nhưng mà tôi nghĩ là mình không cần phải tranh luận quá nhiều để mà đưa đến một cái kết luận là ngoại hình thực sự là một cái yếu tố rất là cần thiết. Và người nghệ sĩ nếu mà chỉ có chăm chút về mặt ngoại hình không thì tất nhiên là không được, đúng không ạ? Nhưng mà nó phải là hoàn thiện nhiều yếu tố. Và đạo diễn vừa mới nói là có lẽ là vì ngày hôm nay ở trong trường quay có trai đẹp xuất hiện nên là tôi đã hơi hiền, cho nên là tôi sẽ phải uống cốc nước muối này. À, tức là lúc nãy là tranh luận là Linh thua hả? Vâng. Tốt rồi, mời Linh. Vâng ạ. Quý vị có thích cái hình ảnh hiền lành của Linh không ạ? Phải uống thật đấy à? Là nó rất mặn. Chúc mừng. Chúc mừng Tạ Quang Thắng. Xuất sắc, giành chiến thắng trước Phí Linh, một cô gái rất thông minh và sắc sảo trong căn phòng vừa rồi. Hiếm khi nào có một chàng trai chiến thắng trước một cô gái xinh đẹp. Nhưng mà cô ấy cũng có phần yếu đuối người phụ nữ đấy, mà có thể nhìn cô ấy uống trọn vẹn một ly nước. À, lẽ ra tôi nên nhận là tôi sẽ uống hộ á? Tức là ý là thường là cũng sẽ có một cái sự gọi là rung rinh nào đó để mình uống một nửa hay mình uống cùng với bạn. Nhưng mà đây là luật chơi mà chúng ta đang chơi mà. À, luật chơi ạ. Nhưng mà nhiều khách mời họ cũng phá luật đấy. Thực ra tôi nghĩ là tôi với Phí Linh thì cũng có nhiều cái kỷ niệm mà đáng nhớ với nhau, cho nên là lúc nãy cũng là một trong những điều mà sau này khi mà kể lại sẽ có thêm một kỷ niệm nữa. Người ta gọi các bạn trẻ bây giờ là gọi là thả thính trên Facebook ấy. Là lúc nào cũng nhận là tôi chưa có người yêu, tôi muốn tìm người yêu, mà lại hiếm một chàng trai nào tài năng, tức là ngoại hình rồi mọi thứ rất là hoàn hảo như này. Tự nhận là mình đã từng thất tình rất là nhiều lần. Và anh chàng này có từng tâm sự là
Nếu như mà có ai mà có thất tình nhiều hơn anh ý thì có lẽ là chỉ có nhân vật Thủy Tinh ở trong truyền thuyết thôi. Không, tôi nói thật đấy, tôi nói rất thật. Tôi Facebook thì đối với nghệ sĩ nó như là một cái cầu nối giao lưu với khán giả. Tôi không biết là mọi người như thế nào, có thể mọi người gọi là làm màu hay là như nào đấy, nhưng mà Facebook của tôi thì hoàn toàn những điều mà tôi nghĩ rất thật. Và tôi hay coi nó như là một cái chỗ để tâm sự ấy, bởi vì tôi cũng không có nhiều bạn lắm. Tức là bạn về âm nhạc thì tôi rất là nhiều, nhưng mà bạn để mà tâm sự trong cuộc sống thì không nhiều lắm. Nên đôi khi tôi nghĩ Facebook nó cũng hay, nó như là một cái gọi là nhật ký thì cũng hơi quá, nhưng mà nó cũng là một cái nơi mà mình đôi khi mình kể những câu chuyện rất là cá nhân, sau đó thì có người này người kia nói những câu kiểu an ủi động viên hoặc là gì đấy, thì tự nhiên mình thấy có một cái cảm giác khác. Nhưng mà sau hỏi không biết là có hơi riêng tư quá không, là sau nhiều lần như Thắng tự nhận là cũng thất tình rồi thì Thắng nghĩ ra là có một kinh nghiệm là có cái lý do gì chung của những cái lần thất tình đấy không, để mà mình rút kinh nghiệm ấy, mình rút ra ấy. Tôi nghĩ là mỗi lần mỗi khác ấy. Thế à? Mỗi cô mỗi khác, mỗi lần mỗi khác. Chứ không phải là do mình hiền lành không quá. Không có điểm chung đâu. Hay là do mình lành quá mà các cô gái bây giờ nhiều khi là thích đàn ông là cũng phải mạnh mẽ, chủ động, bạo dạn hơn cơ. Ví dụ lúc nãy ấy, rất là muốn chia sẻ với cô gái cốc nước nhưng mà mình nguyên tắc quá thì thôi. Mình cứ phải theo đúng luật, mình nhìn cô uống nước. Không, lúc nãy nói thật lòng là tôi không hề muốn chia sẻ cốc nước luôn. Chàng trai này đáng yêu mà thật thà kinh khủng ạ. Nhưng mà qua những gì mà Thắng nói ấy, Thắng chia sẻ trên Facebook, rõ ràng là Thắng là một người nghệ sĩ là cũng rất là gần gũi và không ngại chia sẻ kể cả những cái bí mật riêng tư của mình. Đúng không ạ? Mình rất là thật, có gì nói nấy. Đúng không? Không, tôi nói rất là thật đấy. Rồi. Tôi không bao giờ che giấu những cái chuyện gì. Tại thời điểm này thì Thùy Linh vẫn tin Thắng. Nhưng bây giờ ấy, để tin hơn cái điều mà Thắng sẽ không che giấu bất cứ vấn đề gì về bạn ấy, thì chúng ta sẽ đưa vào căn phòng thứ hai là căn phòng bí mật. Bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi tất cả những ruột gan và tâm sự của mình nhá. Hứa nhá. Không bỏ qua câu hỏi nào nhá. Hứa. Sợ câu nào mà kiểu nhạy cảm hoặc riêng tư quá. Không, lên truyền hình làm gì có câu nào nhạy cảm. Thôi cứ hứa đi. Nếu có thì cắt đúng không? Yên tâm. Nào xin mời Tạ Quang Thắng, căn phòng bí mật. Thắng hãy PR bản thân mình với các cô gái trong 20 giây. Anh thì không có gì cả, nhưng được cái chân thành. Hy vọng là mọi người mà thích sự chân thành thì chắc là sẽ hợp với anh. Khi nhớ về một cô người yêu cũ quá nhiều, Thắng thường làm gì để giải tỏa khi đó? Tôi chỉ viết nhạc thôi, viết nhạc và hát lên. Lần đầu tiên bị thất tình của Thắng là khi nào? Năm 2009. Lúc ấy 21 tuổi, lần đầu tiên thất tình trong đời. Cực kỳ đau buồn, cực kỳ chán. Thắng có thể chơi được những loại nhạc cụ nào ngoài guitar? Guitar tôi tự nhiên nhất, nhưng ngoài ra có thể chơi piano, trống. Ngày xưa học cấp 2 tham gia đội nghi thức, tôi thổi kèn trumpet. Thắng hãy thể hiện một gương mặt gây cười nhất cho khán giả. Thực ra không biết đều gây cười không? Nếu chót phải lòng một cô gái mà phát hiện ra cô ấy không yêu ca hát, liệu Thắng có tiếp tục chinh phục cô ấy không? Tôi thích kiểu đấy luôn. Ngày xưa tôi còn kiểu nghĩ trong đầu là sẽ thích một cô nào đấy mà cô ấy không thích nhạc của tôi, tức là cô phải kiểu yêu con người mình chứ không phải là yêu nghề nghiệp hay là cái gì đấy liên quan đến âm nhạc. Nếu không làm nghệ thuật, Thắng thấy mình có duyên với nghề nào khác? Tôi đã từng học trường sư phạm khoa tiếng Anh, mà tôi đã từng đi dạy tiếng Anh gần 2 năm. Đấy cũng là một trong những kỷ niệm rất là vui của tôi. Thắng thể hiện nhanh một thể loại nhạc mà khán giả chưa từng được thấy trên sân khấu. Nó có một bài Thính Phòng mà chắc là mọi người chưa nghe, nhưng mà ngày xưa tôi thi học kỳ. Đặc điểm ở nữ giới sẽ thu hút Tạ Quang Thắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười, tôi thích con gái hay cười. Cô nào cười đẹp thì càng tốt. Đã bao nhiêu lần Thắng thấy nản lòng, không muốn tìm vợ nữa? Tôi đã bao giờ tìm vợ đâu mà nản lòng. Tức là tôi nghĩ là tôi đã từng viết một bài hát tên là Duyên, nằm trong album Country Rock. Và trong album ấy tôi đã có ghi chú thích là vạn sự tùy duyên, có gì đâu mà phải nản lòng. Điều bất ngờ nhất Tạ Quang Thắng từng gặp khi search tên mình trang Google ấy, thì tôi thấy bất ngờ nhất là có một phần search là Tạ Quang Thắng body. Tức là mọi người chắc là muốn tìm hiểu về
ngoại hình của tôi. Sáng tác Tạ Quang Thắng thấy hài lòng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Sáng tác hài lòng nhất là cái bài mà hát tôi viết tôi thích nhất là bài Ngôi Sao Trong Đêm. Hai từ miêu tả Tạ Quang Thắng trong âm nhạc: chân thật và cảm xúc. Tôi nghĩ thế, tức là hai điều mà tôi hướng tới là chân thật và cảm xúc. Thắng mê môn thể thao nhất, tôi thích bóng đá. Tôi có một bài hát tên là bóng đá luôn. Tạ Quang Thắng đã từng có một số nợ lớn với ai đó. Nợ tiền thì chắc không. Món ăn nhanh Thắng hay ăn trước giờ diễn. Trước khi diễn tôi không ăn, tôi chỉ uống nước thôi. Tôi uống rất là nhiều nước. Trước khi ra sân khấu này hát và lúc đi vào tôi cũng uống rất nhiều. Và tôi còn có nhu cầu là hát 2-3 bài xong vào tôi phải uống nước xong tôi lại hát tiếp thôi. Vấn đề mà bố mẹ hay phàn nàn Thắng nhất. Ngày xưa khi mà chưa đi học nhạc thì mẹ tôi hay phàn nàn là hay bật nhạc to quá. Nhưng mà bây giờ thì do nghề nghiệp của con chắc là lâu lắm mẹ tôi không nói tôi bật nhạc to. Mặc dù chắc là tôi vẫn bật như vậy. Ước mơ viển vông nhất Thắng từng tưởng tượng. Tôi nghĩ không phải chỉ tôi đâu mà tất cả các bạn nghệ sĩ đều mơ thấy một sân khấu rộng lớn với hàng chục nghìn khán giả ở dưới. Rồi là giải Grammy hay những cái gì đấy rất là xa xôi. Thì thực ra cái ước mơ mà tôi đã làm được đấy là hát ở trên sân khấu rất là nhiều người, hàng nghìn, hàng chục nghìn người. Giải Grammy chắc hơi xa. Hết giờ à? Còn một câu à? Hết giờ. Một cái câu cuối cùng ấy mà Thắng bỏ lại ấy là câu gì đấy? Tôi còn chưa kịp đọc nó là câu gì bởi vì là thấy hết giờ mà mọi người đang có một không khí làm việc mà tôi cảm thấy là cần phải nhanh nhẹn và năng động. Thành ra tôi thấy chuông reo cái là tôi thôi luôn. Thôi cứ tạm để đấy đã. Không biết là Tạ Quang Thắng thời gian gần đây ấy, bạn nói rằng là bạn luôn luôn là một chàng nghệ sĩ mà mong muốn mang tới cho khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất này, rồi luôn luôn không ngại làm mới mình này. Vậy thì cái mới gần đây nhất của bạn để thay đổi được phong cách của mình là gì nhỉ? Trước đây ấy, mà cũng bảo là nghĩ là Thắng là một chàng trai là thường cầm đàn guitar hát và ít khi thấy bạn phá cách, tức là nhảy ấy. Chưa nhìn thấy hình ảnh này bao giờ. Tức là nhảy theo kiểu như các bạn mà nhảy biểu diễn với vũ đoàn thì tôi không làm được đâu. Nhưng mà nhún nhảy các thứ là mình ít nhưng thấy. Nhưng mà kiểu như là nói sao nhỉ? Tôi nghĩ là mình có lợi thế nhất khi mà đứng biểu diễn cùng ban nhạc. Nhưng mà không phải chương trình nghệ thuật nào mình cũng có thể mang ban nhạc theo được. Có nhiều lý do khác nhau. Thành ra là có những chương trình mà mình phải đứng hát. Có đội vũ đoàn múa chẳng hạn. Tất nhiên nhạc của tôi thì không phải là các bài có tiết tấu mạnh như là các bạn ấy nhảy biểu diễn. Nhưng mà cần cũng phải đung đưa kiểu nhưng mà ít cho nó hợp lý một tí. Một chàng ca sĩ điển trai như thế này, hát hay như này, ngoại hình đẹp như thế này, hay là thử cho chúng tôi. Tôi không kỳ vọng là mình sẽ biểu diễn theo kiểu gọi là cùng vũ đoàn như một dancer. Mà tôi chỉ muốn là mình có thể nhưng mà nếu như giải mà thoát có... được à gọi là gì nhỉ? Giải phóng hình thể. Thì thành ra ngày xưa tôi năm 2015 tôi đã gặp anh Thành viết Thành của nhóm Big Châu ấy. Là người mà lập ra nhóm Big Châu luôn. Thì tôi gặp anh Thành trong một lần tôi với anh Thành đi làm giám khảo mà trong một giải thi nhảy luôn. Tôi được mời làm giám khảo. Bạn làm giám khảo thi nhảy. Trong giải thi nhảy, tôi gặp anh Thành, tôi bảo anh ơi, em không biết nhảy. Bây giờ anh nếu anh có thời gian anh dạy tôi. Thì anh ấy hip hop ấy à? Anh Thành rất bận. Anh Thành đi làm giám khảo này rồi là biểu diễn rồi dạy học sinh rất bận. Nhưng mà anh ấy thu xếp với tôi riêng một lớp, một thầy một trò luôn. Và tôi học anh Thành cũng được mấy tháng, vài tháng. Tức là để làm sao cho mình đứng hát, mình cảm thấy tay mình không kiểu bị thừa ấy. Mình không kiểu vứt, không biết để tay vào đâu ấy. Chứ còn tôi không phải là người mà biểu diễn múa may các thứ được như tôi các bạn đâu. Tôi tin vào điều đó ạ. Hay bây giờ âm nhạc đi, chúng ta cùng dạy nó. Bài này lại không phải nhạc của tôi đâu. Thực ra anh Thành chỉ dạy là bước chân như này, bước chân tức là song đấy kiểu tức là để cho mình không đứng yên thôi. Không đứng yên đi, nghe nhạc kiểu như này đấy. Tức là để mình có cảm giác là mình không đứng yên một chỗ. Ok, cảm ơn. Thực ra rất là khó để... Tôi mà biểu diễn được mà theo kiểu bật một bài hát bất kỳ mà tôi nhảy được, tôi đi thi nhảy luôn. Làm giám khảo thi nhảy rồi. Nói chung là chàng trai này là một chàng trai còn rất là nhiều ẩn số ạ. Mà hiện nay đến lúc này chúng tôi vẫn chưa thấy anh ấy có thể bung hết tất cả mọi thứ thú vị của mình. Chàng trai này tôi khẳng định các bạn còn nhiều cái thú vị hơn thế rất rất nhiều ạ. Thôi bây giờ tôi phải nhờ một cô gái MC rất giỏi trong việc là khai thác nhân vật. Vẫn là bạn Phí Linh ấy ạ, ở trong căn phòng sau ánh hào quang.
Thì hy vọng lần này Phí Linh không bị uống nước nhỉ? Hả? Ở căn phòng này thì không có nước nữa. À, không có nước. Hai người có thể cùng nhau uống nước. Không lại bảo là tôi không xin nhận uống nước hộ. Rồi, cảm ơn Tạ Quang Thắng. Và bây giờ ạ, hy vọng với những giai điệu gọi là giải phóng hình thể vừa rồi, chúng ta có thể thoải mái hơn để cùng đến với căn phòng thứ 3. Đây là căn phòng mà chúng ta sẽ giải bày tất cả những cái gì thật nhất, sâu kín nhất của mình. Mà bạn đã sẵn sàng chưa? Hay bạn còn muốn làm một cái điều gì đó để trở về với chính bạn? Thôi, không phải làm điều gì cả. Tôi sẵn sàng rồi. Nhảy thì có vẻ như là như Thắng nói là không phải sở trường, thì hát thì sao? Nếu bây giờ Thắng hát một ca khúc. À, thế thì lại thoải mái. Tôi làm nghề của tôi mà. Thì nghề của bạn. Sẵn sàng. Ok, vậy thì bây giờ có lẽ là phải tranh thủ nghệ sĩ, ca sĩ đến đây mà chả lẽ lại không mời anh đi hát. Thôi, trước khi đến sau anh Hào Quang, chúng ta tặng khán giả một ca khúc nhỉ? Sẽ là một trong những bài hát mới nhất của bạn thời gian gần đây được khán giả yêu thích. À, gần đây thì tôi mới phát hành một ca khúc mang tên là Gặp Lại Nhau. Gặp Lại Nhau. Thực ra cái ca khúc này nó không nằm trong cái kế hoạch ban đầu. Kế hoạch ban đầu là tôi chỉ dự định là trong năm nay sẽ phát hành hai bài hát thôi. Một bài sẽ làm theo kiểu là band đánh live trong studio. Thì bài đấy là Ai Nói Tôi Sẽ Buồn đã phát hành tháng 3. Tháng 3. Và tôi đang định là có một bài là Khi Gió Đông Về Là Mùa Đông thì bắt đầu phát hành. Và Đợi Mùa Đông, chúng tôi làm xong hết rồi, chỉ chờ một đợi mùa đông là phát hành thôi. Thế trong giữa khoảng thời gian đấy tự nhiên tôi lại có cảm xúc, tôi viết một bài hát. Thế thành ra tôi nghĩ là giữa cái khoảng thời gian nó rất là trùng hợp, là tôi thì không phải là kiểu nghệ sĩ mà kế hoạch cứ phải chằn chặn. Thành ra tôi nghĩ là thời điểm này nó có duyên viết được bài hát mà mình cảm thấy ưng ý thì mình sẽ phát hành. Mà bạn viết trên Facebook là không biết lý do thật không, tức là trong một hoàn cảnh là muốn gặp một cô gái rất là xinh. Đúng rồi đấy. Không gặp được cô ấy tức quá. Đúng rồi, tôi nói rất thật đấy. Không gặp lại nhau. À, hy vọng là bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn trên sân khấu và mọi người sẽ cảm thấy là nghĩ là tôi nói rất là thật, và vì đúng là như thế thật mà. Vâng, và chúng tôi rất muốn đọc tâm trạng và cảm xúc của cái chàng trai đấy. Xin mời Tạ Quang Thắng với Gặp Lại Nhau. Vậy thì anh hát lên với
tâm tư giấu kín, vậy thì anh hát lên với đàn thôi. Liệu rằng người có hay nơi này, riêng mình anh vẫn đang nhớ đến em. Nếu như mà để anh tự quyết định một cái mảng gì đấy trong đời sống của mình mà nó hơi khuất khuất một chút để chia sẻ với khán giả thì đó sẽ là điều gì? Thực ra tôi cũng không có một cái gì kiểu bí mật lắm mà khuất khuất mà... Với cả tôi nghĩ tôi cũng không phải người thú vị, có những câu chuyện thú vị để mọi người cảm thấy kiểu muốn tìm hiểu á. Cuộc sống tôi thì chủ yếu là xoay quanh âm nhạc. Thời gian một ngày dành cho âm nhạc rất nhiều, cho nên nếu mà chia sẻ tôi nghĩ chỉ có nói về âm nhạc thì tôi có nhiều cái để nói nhất thôi. Cụ thể là một ngày dành bao nhiêu tiếng cho âm nhạc ạ? Bây giờ thì không đếm cụ thể nhưng mà tôi nghĩ là khá nhiều, gần hết ngày. Là mình làm những công việc gì? Tôi có, nếu mà trừ thời gian tập thể dục, trừ thời gian ngủ, tắm giặt các thứ thì hoàn toàn còn lại thời gian dành cho âm nhạc hết thôi. Là cụ thể là anh làm những việc gì? À, nếu không phải đi hát chẳng hạn thì tôi sẽ tập đàn và viết bài hát. Viết bài hát thì không phải lúc nào mình cũng có thể kiểm soát được nó, tức là nó phải có cảm xúc. Mình không phải là bây giờ tôi nghĩ là sáng mai tôi sẽ ngồi tôi viết bài hát thì tôi không làm được. Gò bó như vậy thì hơi khó, nhưng mà cái việc mà tập đàn ấy thì nó là cái việc thường xuyên, ngày nào tôi cũng tập. Vâng. Bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày cho việc tập nhạc? Sau khi tắm giặt ăn sáng vân vân các thứ, khoảng 8:30-9 giờ bắt đầu ngồi tập đàn đến 11 giờ, theo khoảng 2 tiếng hơn tí. Chiều thì khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ, sau bởi vì 5 giờ tôi đi tập thể dục rồi thì là cũng 2 tiếng nữa. Tối thì tôi tranh thủ một chút, khoảng sau giờ ăn cơm thì khoảng 1 tiếng. Tôi nghĩ là trong một ngày nếu tập đàn 5 tiếng. Và cái thời gian biểu nó cứ luôn luôn lặp lại như vậy từ bao nhiêu năm nay, không bao giờ bỏ? Nếu mà không có show diễn hoặc không có việc đi đâu ấy, nếu mà tôi chỉ ở nhà thì đấy là công việc mà tôi sẽ làm. Và khoảng thời gian mà anh ở nhà có nhiều không? Nhiều, rất nhiều. Tôi là người ít, nhưng mà tôi chia sẻ là tôi không có nhiều bạn lắm. Bạn thì, bạn trong giới nhạc ấy thì rất nhiều. Rất nhiều người mà tôi biết, cả trong Nam ngoài Bắc, nhưng mà bạn mà kiểu đồng trang lứa mà kiểu tâm sự rồi đi chơi kiểu thanh niên rủ nhau đi chơi thì ít lắm. Thành ra là nói một cách văn vẻ thì âm nhạc và đàn là bạn của tôi. Và anh cảm thấy thế là đủ đúng không? Anh không đúng có nhu cầu và giao tiếp thêm, chứ không phải là một cái lý do khó khăn nào đấy mà anh không có một cái người bạn không, thân. Không, tôi nghĩ là bạn thì phải là người thực sự hiểu mình ấy. Chứ còn để mà ai mình cũng có thể, tôi là người dễ nói chuyện, thực ra mặt tôi thì khó gần. Và ngay ban đầu tôi cũng không phải do mặt đâu, mà là ngay ban đầu tôi cũng là người khó gần. Tôi không phải là người kiểu bắt chuyện đầu tiên, khơi mào một câu chuyện ấy. Nhưng mà nếu người khác bắt chuyện với tôi thì tôi sẽ nói chuyện rất là thoải mái. Với phụ nữ thì sao? Người đàn ông thì bao giờ cũng phải là tự bước đến cô gái ấy, chứ ai lại để cô ấy kéo tay mình dẫn đi vào một cái khoảng không thú vị của hai người đúng không? Cũng quan niệm tình từng người thôi. Tôi nghĩ là quan niệm mà đàn ông chủ động các thứ thì cũng đúng, chả sao cả. Nhưng mà bây giờ thời đại bây giờ cũng đâu có
kiểu cổ hủ như thế. Phụ nữ bây giờ chủ động thoải mái mà. Tức là thực ra tôi không nghĩ là ai cần phải chủ động mới là điều quan trọng đâu, mà quan trọng là nếu mà hai người mà đều cảm thấy là rung động, đều cảm thấy là nên bước tới, thì tôi nghĩ là cả hai người cùng bước, chứ đừng đừng để một người cứ phải chủ động đi theo đuổi người kia. Cũng có bạn gái thời sinh viên, nhưng mà kiểu tôi nghĩ là tình yêu sinh viên thì ai chả có, mà để tả ra thì nó... Mối quan hệ này kéo dài bao lâu? Trong quãng đời sinh viên thôi. 4 năm đại học luôn. Tôi nghĩ không dài như thế, chắc khoảng 1 năm, 2 năm rồi đó. Hồi ở trường nhạc viện của anh Thắng? À không, hồi tôi học trường sư phạm cơ. À. Tôi có quãng thời gian là tôi học một lúc hai trường. Khi mà tôi đang học cấp 3 ở trường Yên Hòa, ở Cầu Giấy, thì tôi thi vào nhạc viện. Vâng. Tức là lúc đấy tôi học song song cấp 3 và nhạc viện. Thế sau khi hết cấp 3 thì lúc đấy tôi lại đang học dở nhạc viện. Tôi thi vào trường sư phạm, khoa tiếng Anh. Thì lúc đấy tôi lại dở giữa nhạc viện một chút và trường sư phạm. Tức là có một vài năm nó có cái sự trùng hợp, trùng lập về lịch học. Thế bạn cũng... đấy là cùng lớp ạ? Mà đấy cũng là một trong những lý do mà tôi ít bạn là vì thế. Tức là khi mà học xong buổi sáng ở đây thì buổi chiều tôi lại chạy đến kia. Những cái bạn mà thân của tôi gọi là hiểu nhau á, là cấp 2. Vâng. Cấp 3 là tôi bắt đầu đi học kiểu đó rồi, là thành ra bạn cấp 3 tôi cũng không có nhiều người chơi thân lắm. Thế tại sao mà kiếm mãi được mới được một cô trong số đám bạn ít ỏi mà lại để cô ấy vượt mất ạ? Sinh viên mà, thì tuổi trẻ mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, lớn dần thì mình sẽ thấy là có chung cái suy nghĩ về cuộc sống không. Tôi thích là cái người mà gọi là đồng hành cùng mình trong cuộc sống ấy phải là người có cái nhìn về cuộc sống giống mình ấy. Ừ. Cái nhìn giống, tôi thích như vậy. Thế là chắc là xuất phát điểm phải có cái nhìn giống thì mới tức là cùng cảm một vấn nhau. Đề trong cuộc sống. Ừ. Mình sẽ có một cái nhìn tương đồng với nhau thì sẽ tốt hơn. Ừ. Tôi nghĩ là cái sự kỳ vọng của con người nó sẽ làm cho mình có một cái rào cản nào đấy. Tức là ngay từ khi ban đầu khi mà chơi nhạc ấy, tôi cũng không kỳ vọng là mình sẽ trở thành một nghệ sĩ mà gọi là một nghệ sĩ đại chúng, được đông đảo mọi người yêu thích. Mà cái mục tiêu của tôi ấy là phải làm được cái thứ âm nhạc mà tôi thích. Ừ. Và mình tự cảm thấy mình hài lòng với cả cái tiêu chí mà mình đặt ra trước đã. Sau đấy thì mới hy vọng là sẽ có những cái khán giả và yêu thích được cái thể loại nhạc đó. Chứ tôi không bao giờ hướng tới là âm nhạc của mình phải là âm nhạc đại chúng. Và dù cho cái con đường đi đấy hẹp, cái khả năng về mức độ danh tiếng, thu nhập của một người nghệ sĩ, những cái yếu tố tiêu chuẩn mà người khác nghĩ là vật chất cần phải có, nó có thể là sẽ không đến. Thế nhưng mà với Tạ Quang Thắng thì đơn giản là anh thỏa mãn với những gì mà mình đang làm, vậy là được rồi. Và tôi nghĩ là cũng chẳng cần phải kết lại cái cuộc trò chuyện này rông dài đâu xa bằng chính những cái điều mà Tạ Quang Thắng vừa mới chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Có một bài mà tôi viết trong đấy có một câu là lý do khiến ta bắt đầu ấy. Cái đấy rất là quan trọng. Lý do khiến mà tôi bắt đầu chơi nhạc ấy là cái gì thì nó sẽ quyết định cái việc của tôi sẽ làm âm nhạc như thế nào và sau này tôi sẽ như nào. Còn lý do của tôi trước cuộc trò chuyện này là giữ một Tạ Quang Thắng thật nhất, thoải mái nhất là chính anh ấy. Đơn giản thôi. Cảm ơn anh. Như vậy là ba căn phòng ngày hôm nay Tạ Quang Thắng đã đi qua, bạn cảm thấy như thế nào? Tôi thấy hôm nay là một trong những dịp cũng khá là hiếm hoi để có thể nói nhiều chuyện, không chỉ là âm nhạc. Bởi vì là đúng là tôi ghi hình rất là nhiều chương trình truyền hình, nhưng mà thường là sẽ nói về chuyên môn, hát này, hoặc là có nhiều khi làm những chương trình truyền hình thực tế thì trải nghiệm này cái kia, nhưng mà để gọi là tâm sự, nói chuyện gần gũi, nói những cái chuyện mà rất là đời thường ấy. Tôi rút gan thì hơi quá, nhưng ý là nói chuyện đời thường ấy thì cũng hiếm. Thì hôm nay cũng là một trong những dịp mà nói nhiều chuyện. Vâng, và chúng tôi cũng hiếm khi nào được nghe Tạ Quang Thắng tâm sự nhiều chuyện ở nhiều khía cạnh đến như thế. Mỗi tội là hôm nay vẫn chưa được nhìn thấy Tạ Quang Thắng nhảy để cho thật là đã. Chắc cái này phải để dành cho một cái buổi gặp gỡ tiếp theo. Không, tôi nghĩ là những câu chuyện chắc nó sẽ có sự thú vị của nó. Khán giả ngồi xem cho cũng thấy. Lần sau mà gặp lại nhau thì sẽ nhảy là sẽ phải bốc hơn chứ, có hứa không? Tôi cũng không dám hứa trước đâu. Tôi hay là người cẩn thận ấy, khi nào mình cảm giác mình cẩn thận thật đấy, mình làm được cái gì tốt ấy thì mới dám nhận.
Công nhận là Tạ Quang Thắng cái sự cẩn thận này, phải gọi là chỉn chu và kỹ tính đến từng chi tiết. Có lẽ đó cũng là một trong những tiêu chí làm nghệ thuật của bạn. Đúng rồi đấy. Tôi thực ra hay bị mọi người nói là khó tính, nhưng mà thực ra tôi nghĩ là tôi thấy tôi rất bình thường, không khó tính, mà tôi chỉ muốn là mọi người đều có thể làm tốt nhất cái phần của mình để có thể có một cái thành quả tốt nhất ấy. Thì tôi luôn muốn là cố gắng trong khả năng của tất cả mọi người để tạo ra một cái thành quả chung tốt thì sẽ vui. Nó lại là một tính rất là tốt và cần thiết. Chúng ta phải tự khó tính với chính bản thân chúng ta để không ngừng học hỏi và không ngừng trau dồi. Ngày hôm nay mình có làm tốt hơn ngày hôm qua, nhưng bản thân mình không hài lòng để ngày mai còn phải làm tốt hơn cả ngày hôm nay nữa. Luôn luôn phải tiến lên. Và những cái thành công của Tạ Quang Thắng đến bây giờ nó cũng chính là thành quả đến từ những cái quan điểm làm nghệ thuật rất nghiêm túc của bạn, một quan điểm rất riêng. Và tôi nghĩ rằng thì khó tính nhưng mà đừng khó tính quá trong việc chọn người yêu nhá. Đúng không? Có nghĩ đến chuyện đấy chưa? Lúc nãy tôi có chia sẻ là tôi không hề có một cái tiêu chí nào cụ thể cả. Thành ra là để mà ví dụ tôi có nhiều tiêu chí quá thì bảo tôi là người khó tính, phải đạt được cái này cái kia, nhưng tôi không hề có tiêu chí nào luôn. Rồi tất cả nói chung là nó vẫn là nằm ở chữ duyên. Giống như bạn cũng đã thể hiện những cái điều đó trong những ca khúc của mình, đúng không ạ? Những cái cảm hứng của bạn. Và ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở Muôn Màu Showbiz nó cũng là cái duyên. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, Tạ Quang Thắng sẽ có thêm được nhiều những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng, đúng như những mong muốn của bạn, và đáp ứng được cả những kỳ vọng của khán giả về một chàng ca sĩ nhạc sĩ vô cùng tài năng và điển trai. Sao lại cười? Tôi thấy nó không hợp lắm. Nhưng mà thôi, tôi vì được kết thúc chương trình rồi, tôi xin phép nhận lời khen này. Ngày hôm nay một chàng trai không ngừng đam mê và đã chiều khán giả của Muôn Màu Showbiz tới 2 phần trình diễn rồi. Chả có lý gì chúng ta còn một phần nữa, đó phần cover Showbiz, chúng ta lại không để cho anh chàng này chiều chúng ta thêm một lần nữa với một ca khúc cover Showbiz. Sẽ là một ca khúc nhạc nước ngoài. Lâu lắm tôi không hát nhạc nước ngoài. Hy vọng là hôm nay có thể gửi tới quý vị một cái cảm giác khác của bài Yesterday quen thuộc của nhóm The Beatles. Hy vọng là quý vị sẽ đồng cảm với tôi và các anh em trong ban nhạc. Wow, thật là tuyệt vời. Một món quà có lẽ là làm cho chúng ta sẽ có một cái kết rất đẹp của Muôn Màu Showbiz ngày hôm nay. Cảm ơn Tạ Quang Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả. All my troubles seem so far away. And now we look at all the heat is there. Oh, I believe in yesterday. Shut the lid. I'm not how the man I used to be. There the shots are hanging over me. Oh, yesterday. Came suddenly, why she had to go, I don't know, she went insane, why she to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she would insist. Why she day. Love is shiny, the games you play. And now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday.